Và rất vinh dự với thần sinh ngày hôm nay cũng có mặt cùng với anh chị em trong chương trình thực hiện ekip để chúc mừng ngày phúc cho cô dâu của chú rể. Và với ca khúc đầu tiên thì thần sĩ xin được mời nữ ca sĩ MC xinh đẹp Thúy Nga với một sáng tác của Bảo Trung, Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và không quên dành cho Thúy Nga một tràng pháo tay lên sân khấu ạ. Đường vách núi đừng ngờ đàn mây trắng, có chim gì mà hót vui mà cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ, bước chân bay bay bên những rừng mơ. Hiệp một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ, phương trăng bay quanh những rừng mơ. Xuống chờ, bài hồ gì hỡi em? Xuống chờ với em. Anh là chàng trai khôi ngô ghê. Yeah.
Bye.
cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hai, à, mời đến các bạn. I'm ready for the
Anh sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Anh
say trên bước đường dài. Buồn mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mưa gió, ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lá trời sẽ nắng lạnh. Như lời nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Để làm công tác xin dâu, trao rể và trao dâu nhận rể tại tư gia gia đình học nhà gái ngày hôm nay. Và cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời kể cả tình yêu của vị trưởng đoàn gia đình họp nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để làm công tác xin dâu ngày hôm nay. Và quý vị ơi, từ giới thiệu của ban tổ chức thì chúng tôi hết sức cảm động. Đó là hôm nay được đoàn của nhà trai chúng tôi đến đây để xin các vị cô các bà cho mọi người gái được về cho cháu dâu để về là con cháu nhà chúng tôi. Thì hôm nay là không biết nói gì, mới hôm nay là chúng tôi và cả họ cả gia đình đều phấn khởi quá. Thế thì chúng tôi không biết nói gì, thế là xin cảm ơn họ nhà gái đã tạo điều kiện để đón tiếp của gia đình phòng của cha chúng tôi. Và cũng báo cáo với các cụ thì hạnh phúc của các cháu thì các cháu đã tìm hiểu một thời gian rất là dài. Hôm nay là được sự phát hợp của hai bên bố mẹ về các cụ ông bà của các chương trình của hai họ tạo điều kiện cho các cháu. Thì hôm nay là một ngày đại lễ của các cháu và chúng tôi cũng được
vinh dự cho một gia đình của dòng họ đến để xin phép các cụ để cho cháu có thể làm con cái nhà chúng tôi. Thì một lần nữa là chúng tôi xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ bên họ mẹ gái là mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn được quan tâm đến hai cháu nhà chúng tôi. Thì tôi cũng báo cáo với các cụ thì gia đình nhà chúng tôi thì cũng có một cây trầu, tức là cây trầu để các cháu lên trình lễ tổ tiên, và hôm nay cháu nhà chúng tôi là chính thức là con rể nhà các cụ. Thì báo cáo các cụ là cũng cho phép để cháu thể dân cháu thể lên để cháu làm lễ tổ đường, và hôm nay là cháu sẽ làm lễ chính thức là con rể nhà. Và có lẽ là cũng mong là cháu Cường sẽ là một cháu thể con thể ngoan của gia đình để mọi người không thể chê trách gì cháu cả. Thì xin cảm ơn và xin là các cụ về nhà chúng tôi. Cảm ơn ạ, xin được chân thành cảm ơn đã bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai rất nhiều. Kính thưa toàn thể quốc tiệc cưới thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe tình cảm tình yêu của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai đã có đôi lời lòng ý và phát biểu để làm công tác xin dâu tại cư gia gia đình họ nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có thể nổ một tràng có tay phần lớn đi ạ, để chúc mừng cho bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin được chân thành cảm ơn. Và kính thưa toàn thể hôn chỉ cưới thân mến, để tiếp theo chương trình ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được kính mời là tình cảm tình yêu của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu để đáp từ nại bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai cũng làm công tác nhận rể và trao dâu ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta có thể lộ một tràng có tay thật yêu thương nữa đi ạ, để chào đón vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái chúng ta. Trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả các cụ, ông các bà cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên thân mến, trên quê hương đất anh hùng được bố ông bà hảo mến đến với nhau, sinh ra cháu Cường đã được trưởng thành khôn lớn tại mảnh đất lịch sử của chợ Ước Mơ Trung Châu này. Ông bà năm báo làm bạn với nhau, sinh ra cháu Lê Huế cũng đã trưởng thành khôn lớn qua quá trình học tập và công tác. Và nhiều lần đôi mờ môi lại ở kề bờ môi. Thế vậy là hai nhà doanh nghiệp trẻ này họ đã yêu nhau. Từ với các cụ công các bà cùng toàn thể hai gia đình của họ, yêu nhau thì yêu lắm yêu nhiều, yêu sáng mà chưa đủ thì hẹn đến chiều lại yêu. Và hai cháu đã đến lúc về thưa với mẹ cha xin phép các cụ để chúng ta là con chung. Được sự nhất trí của các cụ bề trên, tác hợp của hai bên gia đình bố mẹ, cây trầu chạm ngõ để xin chấp thuận. Sau khi các cháu tìm hiểu chính hội họ nhà trai, các cụ ông bà không đặt thành vấn đề chê khen gia đình ông bà ông Mão và chê khen cháu Huế, đã kết hợp và tác hợp chọn được ngày lành tháng tốt. Ngày hôm qua gia đình nhà trai tổ chức nghi lễ ăn hỏi cho các cháu, và hôm nay là ngày đại lễ của các cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận nghi lễ xin dâu của họ nhà gái. Một lần nữa thay mặt cho hai gia đình xin mời tất cả công các bà cùng toàn thể hôn trường ta chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Cảm ơn ạ, xin được chân thành cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể hội chị quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe hai bên gia đình đã có đôi lời gặp ý bản phát biểu để làm công tác xin dâu và trao rể, trao dâu nhận rể đã xong. Xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ
sẽ không ai thay thế được. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, làm cô dâu của anh đó. Mình còn ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Biết bao giờ cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. À, thực sự là thống nhất của ban tổ chức là cho phép họ nhà trai cũng có ý kiến, thì kính thưa các cụ, hai gia đình của họ gái và các phụ bên họ trai, thì hôm nay là không vui gì được vui hơn, vui hơn rất rất rồi. Là đến đây được để đón các con về thì được trực tiếp đó rất là đầy hậu của các cụ, hai gia đình bên họ gái, và để các cụ đã chấp nhận là cháu về hôm nay là chính thức là con cháu ông cô và đã làm lễ tổ đường. Và theo tôi thấy là từ mấy trước đây là cô Yến được thường thường là đến là các cụ nhà mình cũng đều là cười hết đó, toàn là lấy cười thôi. Thế là rất là mừng các cháu của hôm nay là cái ngày này đến các cháu, thì cũng một lần nữa là xin được cảm ơn tất cả các cụ cô bà trong mọi người gái, và một lần nữa là trong nghi lễ của chúng tôi từ trước đến nay có vấn đề gì thiếu sót thì rất mong rất sức cảm ơn. Và giờ đây là cái giờ rất là tốt, ngoài giờ ra thì còn mấy phút nữa thì cũng trân trọng kính mời các cô, ông, các bà, bạn bè của các cháu về quê hương Tiểu Mẫu để đưa cháu về nhà chồng và thực hiện một cái lễ để tổ chức lễ đại lễ cho các cháu. Một lần nữa là xin cảm ơn và chúc các cụ mạnh khỏe, hạnh phúc và rất mong được các cụ về trong nhà chú về.
và để chúc cho các cháu như vậy là đấy. Gia đình nhà gái xin cảm ơn tất cả các cô bà cũng xin thành thay tiếp về đây thay vui của các cháu nay và thay mặt cho gia đình nhà gái một lần nữa xin nhân lời mời của các cô ông bà họ nhà trai và xin mời tất cả các ông các bà các cháu của gia đình nhà gái của con công chuẩn bị lên đường đưa cháu lên Huế về làm cô con ông bà ngày đến. Thank you.
trong đêm vẻ đẹp kiêu sa, tiếng hát ngân vang nụ cười thiên thần, tìm đâu đây là ngàn mơ ước, em rạng rỡ như vầng thái dương, em ngước lên cao nhìn muôn vì sao, em ước mơ cho hàng vạn trái tim. Trong một không gian cưới vô cùng sang trọng và tuyệt vời của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, để cùng tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đình Cường sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Lê Huế. Và có lẽ rằng những lời nói đầu tiên, để cho phép Minh Hải cùng với Ánh Phương xin được thay lời cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Quý vị thân mến, và cho phép Ánh Phương, Minh Hải sẽ được truyền lời của đại gia đình. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã trở về đây với những ánh mắt, những nụ cười yêu thương và ngàn lời chúc phúc tốt đẹp nhất gửi tới cô dâu và chú rể. Và lúc này thì tại khán phòng tiệc cưới của gia đình chúng tôi cũng đã long trọng chuẩn bị chầu trà thốc nước. Mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng an tọa tới những bàn tiệc nước tiệc trà của đại gia đình và cùng dành ngàn lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới cô dâu và chú rể trong ngày vui, ngày trọng đại của hôm nay. Thưa quý vị thân mến, đám cưới là một ngày trọng đại, là một sự kiện đặc biệt mà tất cả các cặp đôi yêu nhau, họ đều mong muốn mình sẽ trở thành chủ nhân của ngày đó. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không nói quá nhiều về lý do tại sao quý vị lại có mặt tại đây. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, khi hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể đã điền đầy đủ tất cả những thông tin quan trọng lên tấm thiệp hồng và trao tận tay tới quý vị để loan báo tin vui mừng hạnh phúc, thì xin diễn yêu mến và đông đủ và chú rể Đình Cường xin mời. Họ đang sánh bước bên nhau tiến lên lễ đài tình yêu, tay trong tay, vai kề vai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là hai nhân vật chính, những người đã cho chúng ta lý do để có mặt tại khán phòng tiệc cưới của gia đình chúng tôi. Cô xinh đẹp Lê Huế xin phép được ra mắt và cúi chào quý vị, khách quý. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để đôi bạn trẻ của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay, chúng ta không thể quên được công lao trời biển của các đấng sinh thành và họ hàng hai bên gia đình, là những người đã vô cùng vất vả để lo toan, sắp xếp cho công việc lễ thành hôn của đôi bạn, cũng như đã chèo lái cho con thuyền tình yêu cập tới bến bờ hạnh phúc. Và những người mà chúng tôi muốn nhắc tới ngay lúc này đây, đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Ngay bây giờ, trân trọng kính mời hai bác hãy tạm rời vị trí danh dự của mình và di chuyển đến phía trên sân khấu để có những lời vàng ý ngọc trao và nhận dâu trong ngày lễ thành hôn hôm nay. Quý vị ơi, hãy cùng chào đón xin diện
diện của hai bác trưởng đoàn bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Thưa quý vị, và đang di chuyển đến khu vực sân khấu của chúng ta, đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và đại diện cho nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu trao dâu và nhận dâu trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và xin quý vị một lần nữa chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón hai bác trưởng đoàn. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là sự hiện diện của Đình Cường, Lê Huế, và cùng với đó là hai bác trưởng đoàn đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Thì đôi trái tim trẻ Đình Cường và Lê Huế, họ đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương nhau. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Đình Cường đã cảm nhận được rằng dường như Lê Huế sinh ra để dành cho mình, và ngược lại, tình yêu cứ thế lớn dần được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, và đặc biệt là sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương sở tại. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 26 tháng 4 năm 2022, và nhằm ngày 26 tháng 3 năm Nhâm Dần mà hai bên gia đình đã lựa chọn để tiến hành tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay lúc này, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Đình Cường sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Lê Huế xin được chính thức bắt đầu. Trong một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị, và đặc biệt là xin được chân thành cảm ơn những người chị Thanh Thư và chị Nguyệt đã dành những màn bắn pháo sáng cùng rực rỡ để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, sinh con ra, nuôi con khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho các con, đó chính là nghĩa vụ bổn phận và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi người làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ, thì phái đoàn gia đình nhà gái cũng đã trở về đây để đưa cô dâu xinh đẹp Lê Huế về với bến bờ hạnh phúc yêu thương. Và cùng với đó thì ngay bây giờ, bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu để chính thức trao dâu, và cũng có những lời để căn dặn người cháu thân yêu của mình. Và ngay bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng chào đón lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái bằng một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Xin kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa các cụ ông, các cụ bà của hai gia đình bốn họ. Đúng là trên mảnh đất giàu truyền thống của thượng mẫu này, ông bà hà mến đến với nhau đã sinh ra cháu Đình Cường trưởng thành khôn lớn. Tại miền đất Trung Châu, nơi lịch sử của chợ gốc Ngô thời kháng chiến, bà Năm ông Mão làm bạn với nhau cũng sinh ra được cháu Lê Huế khôn lớn trưởng thành. Qua quá trình học tập và công tác, các cháu gặp nhau, biết nhau, rồi đôi bờ môi lại, nối kề bờ môi. Chính lúc đó là hai doanh nghiệp trẻ này họ đã yêu nhau. Báo cáo với toàn thể họ hôn và các bạn trẻ rằng lúc yêu ấy thì yêu lắm, yêu nhiều, yêu sáng mà chưa hết, hẹn đến chiều về lại yêu. Và trải qua những năm tháng các cháu sống bên nhau với bao tình cảm thiết tha và trìu mến, với tấm lòng trao qua và đáp lại, đã đến lúc các cháu nghĩ chúng ta phải về thưa với mẹ cha để xin phép các cụ. Chúng ta là con chung, được sự nhất trí của các cụ bề trên, sự tác hợp của hai bên bố mẹ đã tạo điều kiện cho các cháu thành chồng nên vợ. Mọi nghi lễ và thủ tục đã được hai bên bố mẹ thu xếp chu đáo, đầy đủ, và đã được hai chính quyền địa phương đăng ký kết hôn cho các cháu đúng luật hôn nhân và gia đình. Ngày hôm nay là ngày tốt, hai gia đình tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu. Gia đình nhà trai đã có nghi lễ nên báo cáo với các cụ tổ tiên, và gia đình nhà gái xin đón cháu dâu. Giờ này, thay mặt cho họ nhà gái, tôi chính thức giao lại cháu Lê Huế cho gia đình nhà trai và chính thức là ông bà Hà Mến, để cháu Lê Huế được làm dâu, cháu dâu của các cụ, các ông, các bà, và làm con dâu của ông bà Hà Mến, và làm bạn đời trăm năm đầu mối má kề, sáng với hái bạc, tối lại về với nhau.
thay mặt cho gia đình nhà gái xin chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Báo cáo với các cụ, công các bà và toàn thể hội thôn với sự yêu thương nồng nhiệt này và những sự cần đùm bọc thương yêu cho hai cháu, tôi tin tưởng cháu Hà Mến sẽ sáng lừng và tỏa danh trên gia đình của họ Nguyễn. Một lần nữa thay mặt cho gia đình nhà gái xin chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai mạnh khỏe và hạnh phúc. Với hai cháu thì xin quất chúc các cháu giờ đây các cháu đã chung một chung cửa chung nhà, lúc trẻ yêu một, về già mong các cháu yêu hai. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cụ, công ông, bà và xin cảm ơn đồng hồn. Cảm ơn rất nhiều lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Xin được kính chúc bác cùng với gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, người Việt Nam của chúng ta thì có một quan niệm thật đúng đắn. Có đón, có đưa và có trao thì sẽ có nhận. Vừa rồi chúng ta vừa đến với những ý kiến phát biểu trao dâu, và để đáp lại những tình cảm thân thương đó thì ngay lúc này ban tổ chức cũng sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ tộc nhà trai chúng ta sẽ có những ý kiến phát biểu trước là để cảm tạ đến sự hiện diện của tất cả quý vị, và sau đó là những ý kiến phát biểu để chính thức nhận cô dâu xinh đẹp Lê Huế về là dâu con của gia đình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa các cụ, chào ngày thọ và bạn bè cô bác của hai cháu. Hôm nay là đại lễ thành hôn của hai cháu. Vừa rồi là ý kiến của đại diện của họ nhà gái là trao cháu dâu về cho họ nhà trai chúng tôi, thì có lẽ là chúng tôi hết sức là cảm động và cũng chân thành cảm ơn các cụ, công các bà, cô bác, quý vị của họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa cháu dâu về nơi hôn trường, và hôm nay chính thức để các cháu là trở thành con cháu của ông bà Mến và con cháu anh em của họ, đại gia đình của nhà chúng tôi. Kính thưa các cụ, thì người ta cứ hay nói là yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, mấy sông cũng nổi, mấy đèo cũng qua. Thì báo cáo với các cụ là hai cháu là cũng qua một cái thời gian tìm hiểu rất là dài, nhưng mà các cháu không thể qua núi qua sông, chỉ qua một con đê rất là nhỏ, nhưng mà cũng biết bao nhiêu là thăng trầm nên đến quê hương của Trung Châu. Thì hai cháu hôm nay đã chín mùi và đến bến bờ hạnh phúc. Thì hôm nay là các cháu đã được ông bà cha mẹ đã tác hợp cho các cháu để các cháu về ngôi nhà chung hạnh phúc. Đây là một cái điều hạnh phúc lớn nhất của trước hết là bố mẹ cháu, của ông bà cháu và đại gia đình họ nhà chúng tôi. Đây là một điều hết sức vinh dự. Thì hôm nay cũng chia sẻ với các cụ đại gia đình của hai họ, thì tôi cũng là được đại diện họ gia đình của họ nhà trai. Thì cách đây hơn 20 năm thì tôi cũng đã phải lên tận là phía vùng núi phía Bắc để xin hỏi cho cháu Mến, tức là bố của cháu rồi, tức là mấy trăm cây số, lúc ấy là chỉ đi bằng xe máy thôi. Mà đến bây giờ là một cái điều hết sức vinh dự là bố mẹ cháu hiện nay mấy chục năm rồi vẫn yêu thương nhau và sinh được mấy đứa con rất là ngoan, mà các cháu lại được thành đạt. Mà có lẽ chắc chắn rằng thì mấy đứa cháu nhỏ con của ông bà Mến của chúng tôi chắc chắn là cũng sẽ thành đạt. Và tôi cũng là một cái niềm vinh dự rất lớn của trong gia đình là hôm nay lại được đứng đây để đón tiếp là các cụ trong họ nhà gái và để nhận cháu cho mình. Thì báo cáo với các cụ thì trước hết là cũng xin phép các cụ bên họ nhà gái là để cho cháu dâu, cháu rể sẽ vào là bái yết tổ tiên, để hôm nay cháu dâu sẽ chính thức là con cháu của gia đình. Cái thứ hai là cũng thay mặt cho bố mẹ và ông bà cha mẹ họ gia đình là ông rất mong được hai cháu là sự yêu thương là quan trọng nhất, và cái thứ hai là mình phải đoàn kết giúp đỡ nhau về tình yêu thương của chồng để mãi mãi sum họp, vừa là hạnh phúc gia đình, vừa phải chăm lo phát triển kinh tế, đồng thời là không quên được dâu hiền dễ thảo
cha mẹ để quý mến và thể thảo các phụ huynh thì các cháu cố gắng là giữ cái điều quan hệ gia đình và quan hệ xã hội để trở thành những dâu hiền dễ thảo. Và một lần nữa cũng thay mặt của các cụ trong hai họ là chúc sức khỏe của các cụ, công các bà, bạn bè của hai cháu một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và chúc cho hai cháu luôn luôn được thành công trên con đường hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với những ý kiến phát biểu trao dâu và nhận dâu kết tỉnh thông gia của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Nhà gái cũng đã về đây giao con giao cháu để làm dâu bên này, và nhà trai cũng đã trình bày để chúc cho hai họ từ nay một nhà. Và để thắt chặt mối tình thông gia được ngay lúc này, xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên trước một bước và chính thức trao và nhận cưới chầu trao dâu của gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn ạ. Và xin quý vị chúng ta sẽ dành cho khoảnh khắc này một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Kính thưa quý vị, và kể từ giờ phút này thì gia đình nhà gái cũng đã có thêm một chàng rể thảo, gia đình nhà trai cũng đã có thêm một nàng dâu hiền. Xin được chúc cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình keo sơn bền chặt. Chúc một dâu chất rể hạnh phúc trăm năm. Thưa quý vị, người xưa của chúng ta cũng đã từng nói là phi cổ thì bất thành kim, không cha không mẹ thì lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ và thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và sau khi được sự đồng ý và nhất trí của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái thì ngay lúc này ban tổ chức sẽ được trân trọng kính nhờ tới hai bác trưởng đoàn sẽ hướng dẫn cô dâu, chú rể sẽ di chuyển đến phía nhà trên để làm lễ gia tiên, kính báo tổ đường. Xin được trân trọng kính mời ạ. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Họ sẽ nắm tay nhau đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu, mà đó chúng tôi gọi là hôn nhân. Và đã trải qua rất nhiều những khó khăn, rất nhiều những thử thách trong tình yêu và trong cuộc sống, thì cho đến ngày hôm nay Đình Cường và Lê Huế họ đã nắm tay nhau để viết được một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Và ngay trong khoảnh khắc này xin được cảm phiền quý vị sẽ tạm ngưng trong giây lát và giúp chúng tôi dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón quay trở lại sân khấu sự hiện diện của chú rể Đình Cường và cô dâu xinh đẹp Lê Huế. Xin mời. Kính thưa quý vị, và đang nắm chặt tay nhau di chuyển lên khán phòng hạnh phúc của hôm nay đó chính là chú rể Đình Cường, cô dâu Lê Huế. Hai gương mặt
và hạnh phúc. Quý vị, chúng ta hãy cùng nâng bước cho tình yêu của đôi bạn trẻ bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Lại với sân khấu hạnh phúc lúc này của chúng ta, đó chính là hai nhân vật chính, những người đã được chúng ta yêu mến thật nhiều trong suốt biết bao nhiêu năm qua, chú rể Đình Cường và cô dâu Lê Huế. Họ có đẹp đôi không quý vị ơi? Có đẹp không ạ? Yes, rất đẹp đôi. Đình Cường rất mến. Đang nghĩ gì trong lúc này? Rất vui anh ạ. Rất vui. Cho anh hỏi một số điều được không? Ok, Cường và Huế thân mến, hai anh bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào? Tình cờ. Và trong lần đầu gặp nhau đó thì ai là người ngỏ lời yêu đầu tiên? À, Cường là người hỏi người yêu đầu tiên. Và đã trải qua bao nhiêu năm tháng yêu thương nhau thì hai bạn đã quyết định đi đến hôn nhân? 6 năm. Thưa quý vị thân mến, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để họ đã trao cho nhau niềm tin, đủ để trao cho nhau tình yêu. Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của họ. Và ngay trong khoảnh khắc này, những giây phút thiêng liêng, những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ cũng đã tới. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng tầm nhìn đến khu vực sân khấu để cùng chứng kiến một câu chuyện tình yêu thật đẹp đó. Và ngay lúc này thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một hình ảnh vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa của tình yêu. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, vòng tròn hoàn hảo của nhẫn cưới luôn được coi là biểu tượng cao quý trong tình yêu. Bởi vòng tròn không có điểm đứt đoạn, nó tượng trưng cho một mối quan hệ bền chặt, vững chắc, dài lâu. Và ngay bây giờ xin được mời Lê Huế và Đình Cường, hai bạn hãy cùng trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới, kỷ vật tình yêu thiêng liêng ý nghĩa. Nó tượng trưng cho một người chồng mẫu mực, một người vợ thủy chung, và tượng trưng cho tình yêu của Đình Cường và Lê Huế. Kể từ ngày hôm nay, Đình Cường và Lê Huế họ đã chính thức đến duyên vợ chồng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Thật tuyệt vời. Cô dâu chú rể hãy giơ cao cặp nhẫn cưới của mình lên trước sự chứng kiến của tất cả quý vị đi ạ. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và khi đôi tình nhân vô vận và khăng khít, đôi vòng nhẫn cưới cũng đã trở thành vật chứng tình yêu không gì thay thế được. Và quý vị ơi, hãy chúc phúc cho họ bằng những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Xin được cảm ơn và chúc mừng cô dâu chú rể. Đình Cường thân mến, nhẫn thì cũng đã trao tay rồi. Một nhiệm vụ tiếp theo, em biết mình phải làm gì rồi đấy ạ. Quý vị có muốn con dâu chú rể họ sẽ thể hiện tình cảm, thể hiện tình yêu của mình qua một nụ hôn ngọt ngào không quý vị ơi? Nếu đồng ý cho chúng ta xin một tràng vỗ tay ạ. Yes. Như vậy là tất cả quý vị ở đây đều mong muốn sẽ được chứng kiến tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ trao tặng cho nhau qua một nụ hôn thật ngọt ngào. Vậy còn chú rể, anh có đồng ý không ạ? Trả lời lớn nhé. Có đồng ý không nhỉ? Đương nhiên rồi, ngày hôm nay nhà là nhà mình và vợ cũng là vợ của mình rồi thì không có lý do gì cả. Và ngay lúc này xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn vào nhau. Xin mời tay chú rể sẽ đặt vào eo cô dâu ạ. 6 năm thì chắc chắn họ đã biết cách hôn nhau như thế nào rồi đúng không quý vị? Và tay cô dâu sẽ đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể. Và chúng tôi sẽ đếm từ 1 tới 3 thì họ sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Và đồng thời quý vị ở phía dưới cũng dành tặng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và ngay lúc này xin được cảm ơn quý vị sẽ cùng đến với chúng tôi nhá. Ok, 1, 2, 3, xin mời. Wow, thật tuyệt vời, thật ngọt ngào, thật đẹp đẹp. Và tay cô dâu. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất vui và rất là vinh hạnh cho Minh Hải và Ánh Phương khi là người kết nối những câu chuyện tình yêu của hai bạn. Thì cháu và Ánh Phương cũng quen hai bạn cũng khá là lâu rồi, cũng gặp nhau trên rất nhiều những sự kiện lớn và nhỏ. Ngày hôm nay khi được nhìn thấy hai em trưởng thành yên bề gia thất thì cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện khi được nhìn thấy hai em tuổi rất còn trẻ nhưng mà đã là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện nhất nhì của Điện Đan Phượng chúng ta đúng không ạ? Cường thân mến, ngày hôm nay thì anh xin phép là không chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Câu chúc đó ngày hôm nay thì hai em được nghe quá nhiều từ mọi người rồi. Anh chỉ chúc cho cô dâu và chú rể, dù cho cuộc sống hôn nhân sau này hai em có giận hờn nhau, có cãi vã nhau, và đặc biệt là có không kiềm chế được bản thân của mình nhất, thì chỉ mong rằng hai em sẽ nhớ đến ngày hôm nay
nhớ đến cái ngày mà tất cả các cụ công các bà của hai bên gia đình đã được phải mất rất nhiều thời gian để đến xem hai bạn hạnh phúc như thế nào, để cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua, để cùng đến với một mái ấm gia đình của tình yêu và hạnh phúc. Có đồng ý không? Còn cô dâu thì sao? Chắc chắn nhá, dành cho vợ mình một cái ôm thật chặt đi nào. Có dành đón đi quý vị. Vâng, khi đến tất cả quý vị thân mến, vào ngày hôm nay, ngày vui, hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể, thì những người anh, những người chị của hai bạn, đó cũng chính là những người đồng nghiệp của cô dâu chú rể đã trở về đây để cùng sắp xếp một chương trình lễ thành hôn với rất nhiều những trang thiết bị âm thanh ánh sáng cùng với những sự kiện hết sức là trang trọng và lộng lẫy. Kèm theo đó chính là những nghi thức hết sức ý nghĩa, cắt bánh cưới và khôi rượu cưới để ngày vui của đôi bạn được vẹn tròn viên mãn. Và ngay trong khoảnh khắc này, một việc làm đầu tiên mà họ sẽ cùng nhau thực hiện khi về chung dưới một mái ấm gia đình, đó là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau cắt bánh cưới. Xin mời hai bạn. Không mặn thì ngàn năm vẫn mặn, gừng đã cay thì muôn thuở mãi còn cay. Và ngay lúc này trên sân khấu thì Đình Cường và Lê Huế họ đang tay trong tay, vai kể vai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi qua đích cắt bánh cưới. Và chúng ta tin rằng những tràng vỗ tay của quý vị là một sự lựa chọn hoàn hảo để chúc mừng hạnh phúc. Và tiếp theo với quý vị thân mến, theo quan điểm của người phương Đông chúng ta, những ly rượu trong đời sống hàng ngày là một tuyệt vời và những lời chúc mừng thiết tha nhất. Ngay bây giờ tôi xin được mời chú rể Đình Cường hãy khu chai rượu cưới đầu tiên để cùng với vợ mình rót đầy lên tháp ly tình yêu. Hôn nhân thì không phải là nơi con thuyền tìm cập bến. Vui mang đến, nỗi sầu mang đi. Xin được chúc mừng Lê Huế và Đình Cường. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa được nghe một tràng vỗ tay đồng thanh của quý vị ạ. Yes, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hạnh phúc thì không bao giờ là đích đến cả, mà đó chính là cuộc hành trình mà chúng ta đang đi. Ở đó có sự yêu thương, sự sẻ chia và còn có cả những sự bao dung nữa. Gia đình thân mến, để cho tôi tân lang, chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là những người cha, những người mẹ đáng kính, những người đã trèo lái cho con thuyền tình yêu của cô dâu và chú rể cập đến bến bờ của hạnh phúc. Và chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là lên sân khấu ông Tạ Văn Mến và bà Nguyễn Thị Hà là bố mẹ của chú rể Đình Cường sẽ di chuyển đến khu vực sân bàn. Một lần nữa sẽ quay trở lại sân khấu, trân trọng kính mời. Cho ngày lễ thành hôn trọng đại của đôi bạn hôm nay. Kính thưa quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay của Đình Cường và Nguyễn Thị Hà là bố mẹ thân sinh của chú rể Đình Cường, và cùng với đó là hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Xin quý vị một lần nữa sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị, quả đúng là ly rượu cay thì thắm tình chồng vợ, ly rượu hồng để kính chúc mẹ cha. Vì con cha mẹ chống già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Và để bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn tới các đấng sinh thành, thì ngay bây giờ xin được mời chú rể hãy xin một ly rượu để cảm ơn tới bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Sau đó xin được cô dâu xin được một ly rượu đến cả bọn bác trưởng đoàn nhà trai. Và kế tiếp xin mời cô dâu xin được một ly rượu đến cả bọn bố chồng. Thầy Đình Cường ơi, hãy dâng một ly rượu để cảm ơn tới người mẹ thân yêu của mình, người đã vất vả sinh thành đôi lớn để bạn có được hình hài này, có được nhân cách này. Và hai ly cuối cùng là xin mời hai bạn sẽ đón nhận lấy nó. Thưa quý vị, những khoảnh khắc thiêng liêng, những giây phút ý nghĩa trong cuộc đời của họ thực sự đã tới. Xin chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Thật tuyệt vời, xin thưa quý vị, hôm nay kết tình không xa, tình thân như nước Hồng Hà cửu long, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà. Xin được cảm ơn hai bác trưởng đoàn, xin được cảm ơn bố mẹ. Và kể từ ngày hôm nay thì dàn nhà trai sẽ có một thêm nàng dâu hiền, và nhà gái sẽ chào đón một chàng rể hảo. Chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình ngày càng gắn kết, kêu sinh về đời tươi để chúc mừng hạnh phúc cho hai con ạ. Và cùng với đó xin mời tất cả các anh chị em ruột của chú rể ạ sẽ lên sân khấu để cùng chụp hình kỷ niệm với đại gia đình ạ. Xin mời tất cả các anh chị em của Đình Cường ạ. Gia đình muốn họ
trách nhiệm của hai gia đình lâu công tác trăm năm hạnh phúc cho các cháu đến đơn thay mặt cho họ nhà gái xin báo cáo với các cụ cô bác bà và toàn thể hội hôn. Thời gian cũng đã hết rồi, xin phép các cụ để chúng tôi ra về. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa thay mặt cho đại gia đình họ nhà trai là xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ ông các bà trong họ nhà gái, bạn bè của các cháu đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để về chung vui với cụ vui viên mãn của hai cháu hôm nay đã thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe của đại gia đình họ nhà gái và họ nhà trai. Sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người cha che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao sống những ngày đơn côi, từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay anh, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Em chờ đợi dồn vàng ngất ngây, đôi ta cùng
say sưa dịu nhau dưới ánh đèn màu. Môi em cười xinh đẹp như đóa hoa khiến cho lòng anh càng thêm cuồng si đắm say. Đêm yêu đương em anh vui lên, oh oh, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê, oh oh, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Dồn vàng đó đầy em như là thiên thần trong mắt anh, thắp sáng tình yêu trong lòng anh dệt bao ý thơ. Đêm yêu đương em anh vui lên, oh oh, đêm yêu đương.